Xin chào cả nhà. Hiện tại thì mình đang có mặt tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và ngày hôm nay thì mình sẽ ghé thăm một cái ngôi nhà cổ 130 năm rồi. Đây là một ngôi nhà mà từ một cái thương gia giàu có cách đây hơn 100 năm xây dựng lên. Và xung quanh cái ngôi nhà cổ này có rất nhiều câu chuyện kỳ bí, mà rất nhiều ăn trộm vào đây ăn cắp những cái món đồ. Nhưng mà hầu hết thì những tên trộm mà khi mà vào căn nhà mà cổ này á, để lấy đồ thì đều rơi vào một tình cảnh đó là bị đứt tay chảy máu. Xem chiêm ngưỡng một cái ngôi nhà cổ nằm cận kề luôn, cận kề chợ Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đây là công trình được xây dựng từ năm 1892, tức là hơn gần 130 năm. Kính thưa các bạn, đây là cái ngôi nhà cổ, tổng tuổi thọ của chúng là khoảng 130 năm. Và đây là căn nhà được xây dựng từ năm Nhâm Thìn, tức là năm 1892, do giáo sư Trần Công Hoàng xây dựng, và tổng diện tích là 1.333 m2 và lối kiến trúc theo hình chữ đinh, tức là một cái đây này, cho mọi người dễ xem hơn, là cái giống như chữ T á. Chữ T bây giờ là kiến trúc hình chữ đinh, và nhà làm bằng các loại gỗ quý chạm khắc rất là tinh xảo, và đặc biệt thì phần trang trí nội thất phong phú và đa dạng. Ngôi nhà thì có giá trị rất lớn về mặt kiến trúc nha mọi người. Đây là chị Tuyết ạ, là con ruột của chú Trần Công Hoàng đúng không chị? Ba chị có thể giới thiệu cho tụi em biết được lịch sử của ba chị như thế nào? Ba chị là tên là Trần Công Vàng, dạ. Sinh năm 1910, nhưng mà trên giấy tờ thì là 1911. Ông là giáo sư là chuyên về khoa gì ạ? Ông là giáo sư chuyên khoa răng hàm mặt, là bác sĩ cũng đầu ngành của bên khoa răng hàm mặt. Thì hồi đó là ba chị đã đi học ở bên Pháp, rồi sinh sống và lập nghiệp bên Pháp một thời gian, dạ. Rồi sau đó thì khi ông nội bệnh là khoảng năm 52, năm 53 thì trở về Việt Nam, dạ, để chăm lo. Dạ. Thì sau đó thì làm việc ở bệnh viện Bình Dương, thì lúc đó là chưa có trường y, chưa có khoa nha. Sau đó thì năm sáu mấy á, thì khi mà trường nha được thành lập á, thì ba chị chuyển về dạy ở trường. Rồi tới năm 74 thì về hưu, thì chính thức về đây sinh sống và mở phòng răng ở tại nhà. Như vậy thì biến cố 75 thì ba chị cũng vẫn sinh sống ở đây luôn. Đúng rồi. Tới lúc mất là ông chôn cất ở đây luôn. Ở đây luôn. Dạ. Thì lúc đó là ông được 90 tuổi á, là năm 1999. 90 tuổi. 90 tuổi. Ông cũng mới mất. Ông cũng mới mất được mười mấy năm, 20 năm rồi, năm 99. Đây là hình của ông nè. Đúng rồi, hình này là hình lúc đó là ba chị là mặc áo giáo sư. Dạ. Không biết là cái nhà mình là khách du lịch có thường xuyên lui tới biết không chị? Ở Bình Dương á, thì bên cái mảng du lịch á, thì chưa có phát triển, dạ. Nhưng mà nhiều công ty du lịch khác ở Sài Gòn á, thì ta cũng đặt vấn đề đến nhà mình, dạ. Và thực sự mà nói á, về cái chuyện mà về du lịch á, thì mình cũng cần có một cái quy trình làm phối hợp giữa gia đình với lại bên cái công ty chuyên môn. Thì cái chuyện đó thì chưa có một cái gì để cho nó ngã ngủ, yeah. Với lại cái điều kiện của chị thì cũng có thể là tiếp những cái khách thì mình không có nhiều thời gian á. Thì có nghĩa là do những cái tiếp khách chơi, ví dụ như là bạn bè giới thiệu, hoặc là một số người ta cũng thích tham khảo tìm hiểu về kiến trúc mỹ thuật, yeah, của cái văn hóa người Việt mình hồi xưa. Thì chị sẵn sàng chị tiếp, không gì hết, không đặt vấn đề mà để mà tour hay cái gì, yeah. Với lại một số là giáo viên như mấy thầy cô ở trường mỹ thuật, hoặc là kiến trúc, rồi một số em sinh viên nó có những cái đề tài để làm luận án, nó tốt nghiệp, hay là nó làm đề tài để thạc sĩ, yeah. Thì nó cũng tới để liên hệ để xin, thì chị sẵn sàng hỗ trợ về cái chuyện đó thôi, yeah. Yeah. Em nghe nói là căn nhà này thì hoàn toàn là không sử dụng đinh ốc, chị có thể kể cho em quá trình xây dựng nó như thế nào chị? Cái quá trình xây dựng á, thì chị nghe ông bà kể lại á, là vào năm 1889 là bắt đầu xây dựng. Tại vì ông tổ của chị á, là chuyên bên cái ngành mộc, buôn gỗ. Thì đời trước nữa là tham gia ông phụ trách cái mảng đóng thuyền. Thì cái ở đây á, thì cái địa phương hồi xưa có cái khu vực An Nhất Thuyền, ở đây có 22 cái đội thuyền để mà đóng thuyền, thuyền chuyến có, thuyền buôn có. Nhưng mà sau thời kỳ Pháp á, thì cái việc đó nó không phát triển nữa, thì gia đình mới chuyển qua buôn gỗ. Thì mình có những cái cơ hội thuận tiện á, là rừng còn nè, sông nè, vận chuyển nè. Thì ông bà chị kinh doanh là gỗ là chính. Thì mình lựa những cái gỗ tốt nhất để mình làm cho ngôi nhà của mình. Thì thợ thì mời ở miền ngoài về, mời miền ngoài về thì làm trong ngôi nhà này là 3 năm xong. Trong 3 năm đó thì cái điều kiện làm việc rất là khó khăn. Tại vì mình đâu có điện, thì toàn bộ những ngôi nhà này làm thủ công hết. Toàn bộ ở nhà làm thủ công hết, là chạm trổ máy móc, cái phương tiện thì không có hiện đại như bây giờ, thì mình chỉ mời thợ về làm, cứ nuôi thợ trong nhà vậy làm, thì 3 năm thì hoàn thành là năm 1889 tới năm 1892 thì xong. Dạ, chắc có lẽ mình vừa đi vừa trò chuyện cho nó dễ hơn chị. Em thấy là phía sau lưng chị á là có ba bức tranh ở phía trên thì không biết là di ảnh của ai ạ? Bức tranh này là bà Hà Thị Kính, là bà nội của ba chị. Bà nội, bà cố. Dạ. Là bà cố. Còn hình này là ba chị lúc đó là giáo sư của trường đại học nha. Dạ. Còn bức này chị? Còn bức này là chỉ là một cái bức tranh gỗ mà chạm trổ tỉ mỉ công phu lắm. Em xem gần thì em sẽ thấy nó gần như là một mấy miếng gỗ giấy vậy đó. Mà cắt rất là khéo. Này là bằng giấy nè. Bức tranh này nhìn đơn giản nhưng mà thiệt ra từ đó tới giờ là chị thấy nó treo đó luôn rồi đó. Dạ. Em nghe theo em được biết á, là hầu hết là sau năm 75 á, các căn nhà cổ thì đều thuộc sự quản lý của nhà nước. Không biết là căn nhà của chị có được quản lý của nhà nước không? Căn nhà nói về quản lý nhà nước á, thì sau 75 á, thì ngôi nhà này cũng may mắn là cũng không có đưa vào cái diện này. Nó có nhiều lý do. Thì nếu mà nói thực tế đó, là tại vì mình đã hiến cho nhà nước một số nhà cửa, đất đai, ruộng vườn rất là nhiều rồi, thì chỉ còn một cái căn nhà này để lại thôi. Một phần thì cũng có nhờ những cái sự can thiệp, tại vì cũng có nhiều sự can thiệp của các chú, thì mấy chú thì cũng đi kháng chiến thì cũng có công, cho nên cái chuyện mà giữ ngôi nhà này thì ở đây có 3 ngôi nhà cổ, thì có hai căn nhà là của bác chị, tại vì 3 ngôi nhà này là đều thuộc họ Trần hết, là của ba anh em ruột xây dựng. Xây dựng thì ông lớn là ông Trần Văn Miên, ông xây dựng ngôi nhà này á, là ông Trần Văn Long, rồi một cái căn 18 Bạch Đằng á, là ông Trần Văn Lân. Ba anh em ruột xây 3 ngôi nhà là họ Trần. Thì trong đó có một cái ngôi nhà của ông Trần Văn Lân á, thì sau 75 á, thì con cháu không còn sinh sống ở đó nữa, cho nên là nhà nước trực tiếp quản lý. Còn 2 ngôi nhà còn lại là của bác chị với bên nhà chị á, thì giờ mình chỉ còn căn nhà của ông bà thôi. Thành ra cũng cố gắng hết sức giữ gìn, thì không có chịu sự quản lý trực tiếp của nhà nước thời đó. Nhưng mà nhà mình thì là vô di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1993. Còn những cái bàn này là xây kiến trúc gì vậy chị? Cái bàn này thì chị nghe nói là cái ghế bàn tượng, kêu bằng ghế bàn tượng. Thì là cái những cái nội thất á, là theo nhà luôn, là khoảng 1889 tới nay luôn. Thì thường là nhà phải có đồ nội thất ở trong, bàn ghế tủ thờ các cái là đi theo luôn. Tại vì em thấy là đây này rất là giống với kiến trúc của Huế nè, đúng không chị? Cái cách mà bằng khách phòng khách của Huế trên anh. Còn ở phía xa kia là những cái gì vậy chị? Ở đây á, thì có những cái bàn ghế chính, thì hầu như nội thất của nhà chị là không có thay đổi. Không có bị đổi chủ. Cũng như là gia đình cũng ba chị hồi xưa thì lúc đó là sau khi về hưu rồi thì cũng cố gắng cái làm việc theo cái sức tuổi già của mình, lúc đó ngoài 70 thì cũng làm hết cho tới năm 84 thì nghỉ. 84 thì bắt đầu là nghỉ làm ở phòng nha, lúc đó là đã trên 75 tuổi rồi. Thành ra nghĩ lúc đó kinh tế cũng phải cố gắng, mình cố gắng gìn giữ những gì ông bà để lại, chứ không có đến nỗi mà phải dứt áo nó ra đi. Thành ra bàn ghế hầu như là cũng còn giữ toàn bộ nguyên vẹn đầy đủ. Này em thấy mặt bàn là mặt đá thì luôn. Thì cái mặt bàn, cái bầu ghế tròn này á là làm bằng đá cẩm thạch, mặt trên là đá cẩm thạch. Còn cái đây gọi là cái gì chị? Cái này là bộ bát bủ, là 8 món binh khí. Là thể hiện cái sự quyền uy của một căn nhà. Đúng rồi. Cái này là gốc luôn chứ mình đâu có xài đồ thật luôn thời đó luôn. Chị không biết thì cũng là trang trí rồi hồi xưa được luôn á. Như vậy thì nhà chị có nhiều món đồ cổ vậy, trộm hay vào không? Không. Trước giờ có trộm không? Nói là trộm vặt á, thì hồi xưa lúc tường rào còn thấp thì là những trộm vặt linh tinh, là khoảng thời năm 80 tám mấy á, thì như quần áo, quạt, bàn rồi linh tinh có, còn những cái đồ này á, thì không có anh trộm mà dám vô đâu. Chị khẳng định cái điều đó. Nhưng mà trước giờ có trộm nào mình phát hiện chưa? Có chứ. Có. Nhưng mà nó linh tinh như chị nói, hồi xưa nghèo khổ thì nó lấy quần áo rồi đó, chứ còn ở đây á, nếu mà vô đây lấy thì chỉ có bàn ghế, nhưng mà chị không có ngại cái vấn đề đó, tại vì mình ở khu vực chợ, xung quanh ở đây nhiều họ bà con hàng xóm người ta để ý lắm. Người ta cũng quan tâm ở chuyện vấn đề an ninh trật tự ở đây thì cũng ổn. Ngoài ra chỉ có mấy thằng đệ tử mà chị mà đi vắng nhà cái là nó xỉn đẹp người ta khác. Nó xỉn đẹp, thành ra nhiều khi mình cũng ngại lắm, nó cắn người ta mình cũng ngại lắm. Chó hả? Ừ, mấy đệ tử này nè. Chắc trộm lạ vô bị cắn á, bị cắn chứ? Có trường hợp. Có. Nó không phải trộm, nhiều khi khách á, khách vô mà lạ đó. Dạ. Rồi thái độ làm sao nó không biết nữa, rồi nó táp vậy đó. Cái này cassette cũng là cũ nè, đồ cũ mà thời nay. Thì không, cái này thì thời nay, còn cái này là cái máy hát đĩa. Dạ. Cái máy hát đĩa mà xài kim bamba tua. Đó. Dạ. Máy hát đĩa hồi đó là Havina, đĩa hát Việt Nam á. Rất vậy mà nó điện là xài 110. Ừ. Còn cái này thì đồ mới. Ừ. Còn em thấy nha chị hay treo những cái để trang trí những cái tượng Phật này. Chắc là sở thích của chị đúng không? Thì chị cái sở thích của chị đó là cũng đồ mới, sau này thì chị thấy những cái trang trí hay lạ thì chị cũng có đem về. Dạ. Còn em hỏi chị là bàn ghế và tất cả những cái bài trí mà trang trí như này là từ thời bác để lại đến bây giờ là nguyên vẹn luôn như thế này. Nguyên vẹn thì chị nói từ đời ông sơ của chị là ông Trần Văn Long á, là từ lúc xây dựng 1889 á, là đồ nguyên vẹn hết, để lại còn y. Nhưng mà hồi xưa thì ở đây là cái bộ dáng, cái bộ dáng gõ. Hồi xưa thì hai bên á là bộ dáng, tại vì mấy ông bà mình ngồi áo dài khăn đóng á, ăn dỗ á, thì ngồi đó thuận tiện. Rồi sau thì do qua những cái quá trình mình cũng phải phù hợp với thời đại, cho nên mình mặc đồ tây mình ngồi thì bất tiện, cho nên đổi những cái bài hộp xoài. Vì hôm trước em có xuống thăm đạo Trần ở dưới đạo Long Sơn đó phải không? Thì cách bài trí thì cũng và cái kiến trúc về cơ bản cũng giống hệt như này, và gỗ đặc biệt là như này hết, bàn ghế cũng đều bố trí là như này hết. Thì đây là gần như là đồ của thời Huế. Cái mái ngói này là mái ngói dạng ngói âm dương này. Dạ. Mình có thay mới không chị hay là gối ngói? Mình có thay mới, thì cái việc trùng tu này thì do ban quản lý di tích của tỉnh thực hiện. Tại vì ngói qua nhiều cái quá trình thời gian thì đã bị chảy ngói, tuột ngói, cho nên bị dột. Bị dột thì có làm lại, thay ngói rồi đảo ngói rồi sửa lại thì chống dột. Tại vì nãy em nghe anh Như Phú nói là mấy lần trộm nó vào lấy trộm á, thì chó hay là ai là cắn xảy ra tình tượng là trộm của vô đây bị đứt tay à? Không phải, cái đó trộm đó là không phải là ăn trộm vô. Tại vì Phú kể không có kỹ là chị nói có những cái người bạn của chị, những người quen của chị á, thì trong đó có những người như là đặc trưng như là một cái ông thầy, ổng cũng đi dạy một trường đại học, thì ổng thực hiện theo cái việc gì, ổng cũng nghiên cứu về văn hóa, thì ở bên Sở Văn hóa Thông tin cũng có mời ổng hợp tác, rồi ổng mới quay một cái clip để mà giới thiệu ngôi nhà chị. Thì chị nghĩ ổng là cái người được giới thiệu, ổng là người đàng hoàng, ổng cũng là thầy giáo, thì mình nghĩ ổng lớn tuổi rồi thì cái chuyện mà mình hỗ trợ ổng là cái chuyện đương nhiên. Mình hỗ trợ ổng, mình cung cấp cho ổng tài liệu, những cái sách vở, những cái hình ảnh để ổng có những cái tư liệu quý mà hầu như là giống như mình có, thì để cho ổng làm cho nó đầy đủ hơn. Thì chị hỗ trợ hết mình, thì chị đưa toàn bộ tài liệu cho ổng. Thì những cuốn đó là mình nghĩ là rất là quý đối với gia đình. Có thể là đối với ổng là nó bình thường như là những cái tờ giấy bình thường thôi, nhưng mà tại vì chị có một, chị không có hai, những cái tờ bản đó chị đưa bản gốc, cho nên khi mà để ổng hoàn thành cái công việc của ổng một cách tốt đẹp thì ổng lấy luôn cái bộ đó của chị, ổng không trả. Thì lý do như thế nào thì chỉ có ổng biết thôi, chứ mình cũng chẳng biết, nhưng mà chị đòi hoài ổng không chịu trả. Thật ra chị rất là buồn phiền cái chuyện đó, tại vì cái bộ đó là ba chị rất là quý. Mà hỏi riết thì bây giờ tự nhiên ổng cảm thấy mắc cỡ, không thấy mình, ổng tránh mặt. Thì sau cái chuyện đó thì ổng xảy ra những cái tai nạn, mà cái tai nạn đó là do một cái xui rủi gì của ổng đó. Thì ổng bị tai nạn, rớt ngón tay, ổng bị đứt tay để kia. Rồi còn cái chuyện mà chị nói trộm á, thì thực ra không phải là cái người trộm. Một cái vụ thứ hai, thì không phải là cái trộm từ ở ngoài đi vô. Nhưng mà ở trộm là do chính cái anh phụ trách cái chuyện xây sửa nhà chị. Lúc đó là cũng một cái chuyện đại tu lớn, khi mà nhà chị nâng nền, chống dột, tháo toàn bộ ngôi nhà ra. Chỉ có những cây cột nhà thôi thì phải nâng cả nền lên, thì cái anh này anh phụ trách cái mảng xây dựng sửa chữa, là cũng là người của nhân viên của bên Sở Văn hóa Thông tin, người ta thuê, người ta đấu thầu để mà làm. Thì trong quá trình làm á thì ảnh lại có cái ý đồ không có tốt. Ảnh đi lấy của chị một cái bộ đèn cổ mà không có một cái sự đồng ý của chị. Thì sau đó khi mà chị phát hiện á thì chị có hỏi, thì ảnh trả lời một cách là sất sượt. Chị sất sượt lắm, cho nên mình cũng giận. cái chuyện đó mình không đồng ý. Đâu có thể nào mà bộ đèn cổ 100 năm ảnh đổi lại một cái đèn cổ bằng tre, bằng đan lát thường như bây giờ mà chị đồng ý được hoàn toàn. Thì sau đó thì chị nói chuyện với nó thì nó trả lời sức sượt lắm. Nhưng mà cuối cùng thì chị nhờ cái sự hỗ trợ của bên Sở Khoa Thông tin, chị nói nếu bên nó không can thiệp thì chị buộc chị phải có cái cách giải quyết của chị để chị giữ đồ của ông bà chị để lại thì nó phải trả lại thôi. Thì sau đó không bao lâu thì cũng chuyện xua đuổi của người ta, nhưng mà mình nghiệm lại là ông bà mình linh thiêng, có nghĩa là một cái bài học cho những người đó. Chứ còn ngay lúc đó chị không có nghĩ gì đâu. Thì anh ta bị chém cái tay người ngoài một cái chuyện vụ án gì đó, một cái chuyện gì đó. Nhưng mà cái trùng hợp cũng liên quan tay chân cái kết mà ai mà lấy đồ ở trong nhà này là đều bị mất cái thành ra có một cái gì đó. Thành ra kỳ đó hôm đó chị có nói với Phú nghe là những cái chuyện sau này á, chị mới nghiệm đó lại, chứ ngay lúc đó chị không có hình dung ra đâu. Như ông này chị rất là buồn phiền khi mà ông lấy những cái mình hỗ trợ cho ông cái tài liệu sách vở mình cung cấp thì ông không trả lại thì chị rất là buồn, rất là buồn. Nhưng mà sau này cái ông bị lại cái mình nói có một cái quả báo gì đó. Rồi tới cái em này. Rồi sau đó có những chuyện nó dụng nhặt nhé nhỏ mà mình nghiệm lại á, là rõ ràng là có một cái trừng phạt gì đó. Tại vì chị có một cây lan một điểm rất là đẹp, vào cái mùa Tết một cái năm đó thì nó nở hoa đẹp cực kỳ. Thì một cái em nó làm vườn, nó phụ cắt cỏ tỉa cây đây nè, thì nó mới mượn chị là cho em tham gia vào hội hoa xuân. Em tham gia thì em sẽ đem về nhà em dưỡng cho nó nở hoa nhiều. Thì chị sẵn sàng, tại vì nó mọc trên cây liễu. Chị sẵn sàng, chị nói mình cũng ham vui, cũng hỗ trợ cho nó làm. Thì cái phần thưởng hay cái danh dự nó hưởng chứ mình đâu hưởng, mà tại cái cây của mình đẹp quá thôi, nó bỏ công ra nó chăm thì cũng tốt. Cái chị cắt một cái nhánh, tại vì nó đeo dính trên cây liễu mà, cắt cái nhánh, nó đem về nó dưỡng. Thì sau khi mà nó dưỡng xong á, thì nó không đem trả lại chị. Thì mấy anh em bạn làm chung với nó hỏi chị là nó có đem trả chị không? Chị nói không, sao chờ hoài không thấy nó trả. Cái mấy người kia nói trời, nó bán đi luôn mất tiêu rồi. Mà nó không tới mình, nó nói ở cái cây đó nó bị hư, bị chết, hay là thôi em mua cây khác em đền cho chị hay gì đó, trốn luôn. Thì sau lần nữa chị cũng nhờ mấy anh tới cắt cỏ tỉa cành á, thì mấy ảnh nói là thằng này té gãy tay gãy chân gì đó, cũng do công việc nó làm. Chứ chị giờ nó lấy rồi chị đâu có đòi đâu, chị đâu có thôi kệ mất rồi thôi chứ giờ sao. Nhưng mà tự nhiên cái chị nói thành ra giờ những cái người mà lấy đồ nhà chị lại sợ cho họ, chứ chị chẳng có, mình chỉ buồn mình tiếc thì kia đã ha. Nhưng mà có một cái gì đó, chắc chắn là có một cái gì đó. Ngoài những chuyện đó ra có một cái chuyện nữa nó còn kinh khủng hơn nữa, là thằng đó phải trả giá bằng mạng sống. Đó, trả giá bằng mạng sống. Tại vì nó cũng sửa nhà chị, mà nó sửa phía sau. Nó sửa phía sau thì trong cái quá trình làm á, thì nó có những cái gian manh, những cái gian dối. Thì giống như nó gần như là nó lường gạt chị vậy đó. Cái chuyện đó thì cách nay là khoảng 2006. Cái chị sau đó thì mình cũng chẳng đôi co vậy đó. Mình chấp nhận là mình bị nó gạt, bị nó lừa thì mình phải trả thêm một số tiền. Tại vì mình hỏi còn ngay từ đầu á, là với những cái công trình sửa chữa cố tình nó lừa gạt chị. Cái chị mới mấy anh mà cũng làm chung á, mà mấy anh thợ làm nhà chị mà đợt trùng tu á, là ở Hoàng Huế. Thì ảnh vô đây, ảnh có làm thêm một cái ngôi nhà cho một người khác. Ảnh tới thăm mình, ảnh tới thăm, cái ảnh mới kể á, thì lần đầu là cái tên này nó bị đụng xe, gãy hết xương sườn. Gãy hết xương sườn. Cái thôi chị cũng không nghĩ tới nữa, chị nói thôi về bà nó, mình cũng nghĩ là thôi nó cái hậu quả nó làm đấy, nó chịu. Cái chừng 2 năm sau mấy ổng nói chuyện nữa, nó chết rồi. Nó bị sau khi nó hồi phục, nó gãy xương sườn nó hồi phục ha, nó bị tai biến nó chết. Vậy à? Vậy là nhiều lúc mà chị nghiệm lại chị thấy sao? Chị nghiệm lại như một cái sự trùng hợp. Nó trùng hợp, nhưng mà tại sao nó trùng hợp, nhiều khi mình nghĩ nó làm như nhà mình mà giờ nó bị, chứ còn sao những người khác lại không bị? Đúng rồi. Tại vì nguyên một cái ekip đó ha, tên nào làm là tên nó bị. Chứ như mấy anh người Huế, mấy anh cũng là thợ luôn, cũng là chung một nhóm bạn nó luôn, cũng người Huế luôn. Nhưng mà thằng này đã làm nó bị, còn mấy ảnh là hoàn toàn bình thường, không có một cái sự cố gì hết trơn. Mấy ảnh vẫn nhận những cái công trình này trong việc kia bình thường, mà cái tên này nó làm thì nó lại bị. Thành ra nó có những cái trùng hợp mà mình khó hiểu lắm. Ở trong kia chắc chị dẫn em tham quan ở trong thử sao nha chị. Chị nói hai đệ tử cái nó nằm cái này không, sao không có chị thì không sao, có chị thì nó hiền đuôi nó Hồi xưa mọi người xây mọi người cứ ước chừng là khoảng bao nhiêu cây vàng không chị? À không, cái đó chị không biết đâu. Yeah. Cái đó chị không biết đâu, tại vì cái tốn kém đó thì chị không có biết được chính xác, không biết là ba chị chắc cũng không biết. Hồi xưa thì ông là xây dựng gỗ. Cái kiến trúc nhà này là xây dạng hình chữ chữ đinh này. Chữ đinh này. Chữ đinh, hình chữ đinh nghịch. À đúng rồi. Nó ngược giống chữ T bây giờ vậy á. Đúng rồi. Dạ. Đây là khu điện thờ của chị. Đúng rồi. Hình ông cố chị. Hình ông cố chị. Ông cố với bà cố. Lúc đó chắc vẽ chứ đâu có. Đúng rồi, vẽ truyền thần á, ta nói dạng như vẽ truyền thần. Ngoài em cũng vậy đó, vẽ truyền thần không á. Nhưng mà ở trong này hình như nhắc từ truyền thần nhiều người cũng biết. Vậy hả? Để tranh truyền thần á. Tên gọi khác ấy. Cái cách gọi khác. Cái nhà đây đó là từng có người ở Thành phố Hồ Chí Minh xuống đòi đổi cái căn biệt thự ở trên trung tâm quận 1 á. Nhưng mà chị gia đình bố chị là không đổi. Cái ngôi nhà chị thì cái chuyện đó chắc khoảng năm 88 á. Dạ. Thì có một cái công ty du lịch lớn ở Sài Gòn á, thì cái ông giám đốc ổng rất là mê cái nhà này. Ổng mê cái nhà này không phải là cho riêng ổng đâu, nhưng mà cái mục đích á là muốn làm nhà chị là một cái ngôi nhà Việt Nam đem xuống dưới Bình Quới. Xung quanh là những cái ngôi nhà của dân tộc, những ngôi nhà các vùng miền trong nước mình, là cái khu văn hóa đặc trưng của Việt Nam, thì sẽ đặt ở trong cái khu du lịch Bình Quới. Thì nhà chị là không có một cây đinh nào hết, lắp ghép toàn là bằng gỗ mộc thôi, cho nên cái việc mà tháo ra rồi ráp lại thì nó cũng không có quá khó, thì chỉ có nghệ nhân chuyên nghiệp thì người ta làm được thôi. Thì ông giám đốc này ổng có cái tâm nguyện là ổng muốn đổi nhà chị. Nói mua thì thật ra không, chuyện mua bán thì mình cũng ngại dùng cái từ đó, thì ổng mới nói là thôi bây giờ đổi một cái nhà, một cái biệt thự ở trong trung tâm quận 1 để mà ổng đem cái ngôi nhà này ổng đem xuống dưới Bình Quới. Rồi ba chị không chịu luôn. Thì ba chị cũng không có tính tới cái chuyện đó đâu, huyết cả đời mà. Của ông bà mình mà, cũng gìn giữ lại chứ, thành ra thôi. Sao mấy cái chén cái chị không cất cho chị để vậy thì nó cất đó chứ, khách đi vô hạt đông đúc không đó. Cái này cái chuyện ngắm mà đây, chuyện này thì trưng bày mà. Tại người ta lén người ta lấy. Từ xưa đến giờ hả? Có bị lấy mất chén nào không chị? Không. Không bị mất hả? Không. Mất cái tay á. Ủa mà vợ chị kể vậy là cũng 3-4 chuyện thì nhiều lắm. Chợ chị còn những cái chuyện này nhiều khi nghĩ ra mình sao mình nghiệm lại, khi mà người ta bị rồi á. Thì mình nghiệm lại thì mình lại sợ cho người ta. Chứ còn giờ chị thì chị không có đầu, chị không có những cái chuyện mà nhìn giống như nó đã lỡ rồi đó. Thì mình chỉ có cái phản ứng lúc đó thôi, bây giờ anh trả cho tôi hay là thế này kia nọ. Có cái lông đèn trung thu hả chị, phải không ta? Không phải, cái đó đồ mới. Cái đó đồ mới. Ở đây thì cái nội dung những cái ngôi nhà thì có, chị có nhờ hồi đó là thầy Phan Thanh Đào á, là nhà nghiên cứu chuyên Hán Nôm của Bình Dương, có viết một cái quyển sách về những cái ngôi nhà cổ ở Bình Dương. Thì trong đó có nhà của chị với là những cái nhà họ Trần ở xung quanh đây, ở địa phương ở Phú Cường á, thì chỉ có là chùa Hội Khánh nè, nhà cổ bên nhà chị nè, với lại bên nhà ông Trần Văn Hổ. Còn một căn nhà còn lại thì đó của bác chị thì lại không vô di tích lịch sử. Cho nên ngoài cái việc mà nghiên cứu của cái nhóm mà nhà cổ của Bình Dương thì thầy chuyên bên Hán Nôm, cho nên thầy dịch hầu hết hoàn toàn 100% là cái nhà chị là thầy, những bản dịch này là thầy đã dịch hết rồi. Thì hiện giờ chị đang làm lại, ý là chị cập nhật lại, chị viết lại. Tại hồi xưa thì mình đánh máy, đánh máy chữ rồi in qua giấy than, cho nên những cái chữ đó không có rõ, những cái nét nó bị đứt thì những cái chữ nó không có chính xác. Cái bây giờ chị phải dò lại, chị đối chiếu lại, chị nhờ người dịch lại đó, có nghĩa là đúng hôm rồi tra từ điển trên máy nữa, cũng phải nhiều khơi lắm, rồi dịch để chụp những cái bản này nè, đó, để mà mình hiểu được cái nghĩa là như thế nào, dịch nó ra sao. Thì trong nhà chị nội dung thì ông bà chị chủ yếu là có những cái mình cũng trích ra những cái bài văn, những cái trong những đoạn kinh dịch, để mà răn dạy con cháu, khuyên phải sống ở đời như thế nào, cần phải hiếu thảo với mẹ cha, rồi cần phải làm việc thiện, tích phước, rồi những cái việc mà trung lễ nghĩa trí tính, mình sống ở đời mình cần phải làm gì, như là mình phải sống ngay thẳng, đừng có dựa cậy vào ai mà nghiêng ngã bên này bên kia. Đó, có những câu thì bây giờ mình tới tuổi chị rồi á, thì chị đã thấy là đúng là cần phải học á. Nãy giờ nhìn vô không hiểu gì hết. Không, cái này là tụi em phải nghiên cứu kỹ lắm. Thì trong đây là dịch được hết, chỉ có cái bộ chữ này cái bộ tiểu hoa lá cách điệu này á, thì có lá trúc nữa. Thì chưa có ai đọc ra. Dạ. Chưa có ai đọc được cái dạng chữ rõ nét như thế này mà đâu rõ đâu anh, khó lắm. Khó nhìn ra lắm. Khó nhìn ra lắm, thì hầu như là chưa có ai đọc ra. Thì hồi xưa có nhà văn Sơn Nam, rồi nhà văn Kiên Giang thì cũng đã lên đây, cũng tham gia mấy bộ phim mà đất phương Nam á, cũng những nhà nghiên cứu, rồi một số người Hoa mà thuộc dạng giáo sư á ở Đài Loan cũng đã tới rồi, mà cũng chưa có ai đọc được cái chữ này mà cho nó chính xác á. Cũng đoán được chị. Những cái câu đối này nè. Dạ. Bộ kia cũng là lâu lắm nè. Cái này thì cái mẫu cái kiểu chữ truyện nhưng mà đọc được. Lúc bác còn sống bác có giải thích không? Chị có hỏi bác giải thích thời ba chị á, thì ba chị theo Tây học, cho nên đi qua nước ngoài học á, là từ hồi trẻ. Pháp, học bên Pháp rồi học trường Nha, thành ra về đây á, thì ba chị lại không biết những cái chữ vậy. Như là cái thời của ba chị á, tính ra 1910 mấy thì ở đây á, không có dạy cấp 2, cấp 3 nhiều đâu, mà thậm chí những cái trường đại học á, phải ra Bắc, ba chị ra Bắc học đại học luật á, học ngoài đó rồi cũng được đề cử ông nội kia thôi về đây để mà làm xã trưởng. Thì ba chị làm 2 năm thôi từ chối, tại vì không có thích cái chính trường quan trường, không có thích cái đó, thích đi học. Thành ra bên dòng họ chị thì chủ yếu là mấy ông gia chú của ba chị á, thì cũng một độ tuổi ngang nhau á, thì học y nha dược hết. Mà chị nó bay mà không khéo nữa đập vô trong mặt á. Nhớ hào quang luôn chứ không phải giỡn đâu. Thiệt ra việc mà sở hữu một cái căn nhà cổ như thế này nè, nó rất là khổ đối với chủ nhà, đối với chị, bản thân chị. Cái việc lau dọn nè rất là cực, thứ hai nữa phải lo trùng tu, mà trùng tu gỗ, vật tư, và cái thứ ba nữa là nếu mà kinh phí kinh tế gia đình mà không vững thì cũng rất là khó. Thì điều mà chị lo lắng nhất khi mà sở hữu một căn nhà cổ như thế này chị? Cái nhà cổ mà nhà gỗ, cái khó là bị dột với bị mối, mà hầu như tất cả các nhà nào mà cũng có cái điều lo chung là như vậy. Thì hồi xưa thì chị rất là vất vả khi mà giữ cái ngôi nhà này, thì chị vất vả là cái mối ha, thì cái tiềm ẩn nó ăn mình không có hay, tới lúc mà mình hay rồi nó tiêu. Đúng rồi. Rồi còn cái dột á, thì do ngói chạy rồi dột, rồi mà cái điều kiện của mình á, hiện giờ á, thì kiếm thợ mà làm ngói cũng khó, mà ngói mà kiếm được mà mình dự ý á, nó cũng khó. Đó thì cái khó của chị hồi xưa, còn vừa nhỏ mà vừa nữ nữa, mà khi ra lúc mà gia đình chị á, như hai vợ chồng làm ra được bao nhiêu tiền á, cứ sửa nhà. Cứ sửa hết cái khúc này tới khúc khác. Mà thời ba chị á, thì lúc đó là khó khăn lắm, tới là điều kiện kinh tế chung luôn, nhưng mà cố gắng hết sức, mình không có bán gì trong nhà hết á. Thì cứ có tiền nó sửa nhà, thì sửa một cái trái này thì dở ra thì đâu phải nó hư nhiêu đó, nó phải hư chỗ khác, nó hư đủ thứ chỗ hết trơn, mà không lẽ em ụp lại. Sửa nhà là tốn như xây mà. Trời ơi đó, thành ra hả, tới lúc mà tìm được mà thợ á, là chỉ đủ để mà sửa cho chắc thôi chứ không thể nào đẹp. Nhưng mà sau này á, thì cũng có cái sự quan tâm của bên Sở Văn hóa Thông tin, rồi của bên quản lý di tích, người ta cũng như chung ở chính quyền địa phương, đại khái là những cái ban ngành mà phụ trách á, thì cũng có một cái sự quan tâm cũng đúng mức, là hỗ trợ cho chị cái chuyện mà xịt trừ mối định kỳ. Trừ mối rồi chị. Là cái khoảng này nè, em nhìn nè, có thể là mình cứ hình dung ha, đây là một cái khúc gỗ rất là to và dày. Thì em mới có thể em chạm trổ, em đục bằng tay được. Đục bằng tay để mà móc từ trong móc ra. Đúng rồi. Móc từ trong móc ra, chứ hồi xưa là cái phương tiện máy móc nó ít lắm. Cho nên làm thủ công hoàn toàn, mà để làm được một cái khúc gỗ như đây thì phải mất rất là nhiều thời gian. Đúng rồi. Mà chỉ cần gãy một chút xíu là cái khúc gỗ này cũng kiểu như bỏ rồi. Nó chỉ cần nó chỉ cần gãy một nhánh này kia nọ, mà những cái hình tượng ở đây á, là biểu hiện cho cái nó tiêu biểu cho cái việc mà như tứ quý nè, bốn mùa, rồi tứ linh nè, long lân uy phụng. Nhà chị có đóng phim lần nào chưa? Phim nào đã tham gia đóng nhiều chưa? Lắm. Phim nào chị? Chị cũng có đóng nữa mà. Phim gì chị? Đóng phim nhiều lắm. Phim vừa rồi là tụi em chuẩn bị xem á, là phim Luật Trời. Luật Trời. Luật Trời. Tác giả thì hồi xưa thì cái phim là Con Nhà Nghèo của Hồ Biểu Chánh, truyện của Hồ Biểu Chánh. Đạo diễn thì của ông Hồ Xuân cũng có. Phim thì nhiều lắm, phim hồi xưa thì những cái diễn viên mà nổi tiếng như cái thời mấy tụi em biết không, như Lý Hùng nè, Diễm Hương nè, Mộng Vân nè, không biết mà lạ, biết không, biết phải không, bạn chị hết á. Vậy hả? Vậy trước đó là những bộ phim nào mà từng chiếu? Cái phim nổi tiếng nhất á cái thời đó là gần như là cái phim đầu tiên quay nhà chị á, là phim Phạm Công Cúc Hoa. Phạm Công Cúc Hoa. Rồi phim gì nữa chị? Phim Phạm Công Cúc Hoa, rồi phim cũng nhiều phim lắm. Đất Phương Nam. Đất Phương Nam. Đất Phương Nam quay nhà mình nhận. Rồi Đất Phương Nam là trong tập nào ta? Rồi ông Cố Vấn. Ông Cố Vấn cũng quay nhà chị à? Có. Rồi quay về cuộc đời của Nguyễn Sinh Sắc nữa mà không biết chị tựa gì chị quên mất rồi. Rồi phim phim gì nhiều lắm, cải lương nữa, ca nhạc nữa, thì có Hương Thủy, Hoài Linh, hồi Đàm Vĩnh Hưng hồi đó là ảnh còn chưa nổi tiếng nữa mà ảnh đi theo Hoài Linh ảnh lên chơi. Rồi rồi nếu mà nói ca sĩ thì hải ngoại là Phi Nhung, Thành Lộc, Hồng Vân, là cái dàn mà lúc đó là giả cổ Hoài Lan á, là mới đó, là cách đây 13 năm là Hồng Vân có tặng chị vé đi coi á. Nhiều ghê ha. Nhiều lắm, thì có Hữu Châu nè, rồi anh gì mất rồi ta, Lê Vũ Cầu. Dạ. Còn cải lương thì Hồng Nga, Ngọc Giàu, cô Bà Thúy thì chưa lên, Diệp Lan, Vũ Linh, Ngọc Huyền, Kim Tiểu Long, Kim Tử Long, nhiều lắm không nhớ. Điểm mình hết rồi. Nhiều lắm không nhớ. Chọn hết rồi. Còn phim mà cổ tích á, bên Phương Nam á, thì hầu hết là quay nhà chị. Thì quay nhà chị. Nãy em vô ngờ em thấy em để ý nhất là cái bàn bên kia kìa, nhớ có xem đâu rồi. Còn cái phim mà Ngọn Cỏ Giáo Đùa á, mà hồi đó một tập á, Ngọn Cỏ Giáo Đùa á, là quay nhà chị nè, mà chị nể mấy cô diễn viên lắm kìa. Trời ơi, chị còn nhớ hình như cô Hương Xuân thì phải, đánh bị đòn á, lúc mà lấy cơm cho anh cái anh gia chính á, trong Ngọn Cỏ Giáo Đùa á, là bị đánh quá chừng ha. Cái người mà theo mà dây phụ á, đóng kế cổ không được, cái cổ đi ra, trời nói chuyện tính bơ không có gì á. Cái lát nữa vô làm lại lần hai, trời khóc bù lu bù la, nức nở nghẹn ngào, không được nữa, đạo diễn nó không được, rồi ra cái cười nói giỡn tính bơ, cái lát hồi vô khóc, phải nói là mấy cổ nhập vai hay lắm. Mà coi diễn viên thích lắm, tại vì ngoài cái phim đó ra thì có phim hồi đó nhiều lắm. Lúc đó diễn viên coi, diễn viên vô á, trời ơi người ta coi đông đó đây nè, đông trời, người ta leo hàng rào, leo tường, người ta chen vô người ta coi, tại vì thời điểm đó là chỉ có mấy cô đó là nổi tiếng nhất. Đông thiệt đông. Riết á, thì bây giờ mấy ảnh quen hết trơn trọi rồi, không vô coi nữa, diễn viên đi ngồi chợ. Mới vừa rồi nè, anh Quý Ánh, ảnh làm cái lên đăng trên cái vlog đó đó, về Bình Dương ăn chè đậu đen đậu đỏ gì đó, cũng quay ở đây là cái phim Lục Trời. Thành ra ở ngoài chợ, thí dụ như tìm nhà chị á, tụi em ở xa tới á, tìm nhà chị hơi khó. Tại dân ở đây, cái địa phương ở đây nó hơi lạ, là tụi em hỏi nhà người nào á, hoặc là một cái địa điểm nào nó có tiếng một chút, nó dễ tìm á, lấy cái đó làm chuẩn rồi chỉ tiếp. Chứ còn đứng ngay đầu đường hỏi đường, dân không biết tên đường ngay đó mà không biết đâu. Như thì như em tới khu vực chợ, em hỏi nhà chị Tuyết hoặc là nhà Xưa ai quay phim rồi người ta chỉ ra đi. Còn em tìm đường Ngô Tùng Châu thì hơi bị vất vả. Ở bên Mỹ là người dân bên đó người ta họ phải hay quan tâm, hoặc là chị có người thân ở Mỹ hay gọi điện thoại về gia đình. Chị có những người cô, thì cái cô mà chị thường xuyên liên lạc nhất á, thì cổ rất là rành về ngôi nhà này. Có nghĩa là cô đó là cái cô của chị á, là viết về gia phả, cái cuốn gia phả của dòng họ chị, rồi viết về lịch sử của từng người nổi tiếng trong dòng họ chị. Thì cổ tham khảo tài liệu thì cổ rất là giỏi, và cổ cũng có tâm với lại dòng họ, cho nên cổ dành toàn bộ thời gian của cổ để mà cổ làm. Cô đang sống ở quận gì của Mỹ? Có một cô thì sống ở Cali, một cô thì sống ở Pennsylvania. Cái thời điểm mà rời đi qua Mỹ là lúc nào? Một cô thì đi trước 75, không, tháng 4 75. Một cô thì đi năm 85 thì phải, khoảng 83 85. Việt kiều Mỹ, những người trong dòng họ là người ta có cảm giác là nhớ nhà muốn quay về đây, hay là nhờ chị chụp hình quay phim rồi gửi người ta xem cảnh? Cũng có tùy cái suy nghĩ mỗi người. Cái thứ nhất là cái hoàn cảnh, có những người ta chưa thể về được, bận việc hay sức khỏe hay đó, có những người lớn tuổi. Còn có những cô chú thì tâm huyết là rất là muốn về, nhưng mà chưa cũng coi giữ cháu rồi á, chưa được. Nhưng mà có những cô chú thì hầu như là cái việc mà nhà của ông Long đây và nhà của ông Lân, như những cái việc như là thượng hình để mà thờ ông Lân, có những cái lễ gì ở nhà ông Lân á, là những người đó là cháu của ông Lân, kêu ông Lân mà ông cố, thì chị có những quay phim chụp hình thì chị có gửi qua, thì những người đó thì rất là thích. Hồi xưa em có tìm hiểu là cái nguồn gốc của nhà chị là tức là một dòng họ mà gần như là giàu nhất của Bình Dương, thì nguồn gốc của dòng họ mình là từ ngoài Bắc, thì di cư vào Nam vào thời mình Trịnh Nguyễn Phân Trăng, thì sau đó là sống và giàu lên bằng cái nghề là buôn bán gỗ. Thì nói chung là một cái gia thế nó hồi xưa gọi là nó giàu có như vậy, thì hiện nay cuộc sống của những người trong dòng họ mình ở Mỹ thì nó như thế nào, có khá giả không? Cái cuộc sống trong dòng họ chị thì nói chung là có một cái đặc thù như vậy, là hồi xưa thì ông bà chị chuyên kinh doanh, làm giàu nhờ kinh doanh, nhờ gỗ, nhờ ruộng, nhờ đất, nhờ phố xá. Nhưng mà đời cháu sau này thì ngược lại là hầu như là một công chức 100%, không ai kinh doanh. Thí dụ như bác sĩ, nha sĩ thì nhiều lắm, bác sĩ, nha sĩ rồi công chức đi làm, thì hoặc là có thậm chí có người là giáo sư dạy đại học của bên Mỹ, về trình độ trí thức thì rất là tốt, rất là cao. Chứ còn nói về kinh doanh thì hầu như nó không có ai tham gia kinh doanh hết. Mai bản thân rồi. Bên chị cũng vậy, là những mai một rồi, qua khỏi cái thời gian son rồi. Còn như bên nhánh bên chị ha, thì hầu như bên nhánh của ông Long á thì cũng vậy luôn, bên nhánh ông Miên cũng vậy luôn. Có nghĩa là hầu như là hậu duệ của các ông á, thì hồi xưa là mấy ông kinh doanh, nhưng mà hậu duệ hầu hết á là công chức hết. Tại vì á, như ông Trần Văn Long á thì là hương cả, nhưng mà thực ra là giống như là một cái uy tín ở địa phương, chứ không phải là tham gia chính quyền. Ông thì không tham gia, đời trước có nhưng mà cũng như là cũng bất khả dĩ thôi. Còn đời tới ông nội chị là ông Trần Công Cần á, thì cái uy quyền á, thực ra là trong ông á có cái uy quyền là ông huyện, nhưng mà ông huyện danh dự chứ không phải là huyện chức sắc. Tại vì về nói chị cũng nghe người trong họ kể lại có, rồi người ngoài kể lại có, thì cái chuyện mà ông nội chị có uy là khi mà 18 tuổi á, là ông cố chị mất thì ông nội chị đã làm chủ ngôi nhà này. Là 18 tuổi thì em nghĩ hồi xưa với bây giờ làm sao mà quản được, có nghĩa là phải tâm huyết hết sức, hết khả năng của mình để mà giữ một cái cơ ngơi đồ sộ như vậy, quản lý tài sản, quản lý nhân sự để mà gìn giữ, thì cái đó là một cái kỳ công. Mà cái mà ông nội chị hơn người ta hết thảy á, mà hiện giờ những người ta còn nhớ là cái chuyện ông giúp đỡ người nghèo rất là nhiều, như là các cháu, các con, họ hàng xa, họ hàng gần, hay thậm chí không quen biết luôn, đem về nuôi hết. Nếu mà cần hỗ trợ là nuôi hết, thậm chí nuôi mà dựng vợ gả chồng, tạo công ăn việc làm, nuôi con cháu của họ ở đây luôn, muốn bay ra xa tạo cho đi. Thành ra ông nội chị tới lúc mà mất á, thì chị cũng nghe những người ngoài á nha, người ta kể lại á là tại vì ông nội chị á, là chôn cách đây khoảng 7 cây số là ở Định Hòa, là cái hướng mà đi lên cái khu du lịch Đại Nam á. Thì tới em biết trạm thu phí Suối Giữa không? Thì khi mà cái phần đầu á, cái hàng á đi tới cái đó rồi chưa, không thì khoảng qua khỏi mà ông Lân cái hướng đi tới trạm thu phí rồi mà ở trong nhà đi chưa hết. Là cái đám tang hồi thời điểm đó năm 73 là lớn nhất ở đây, lớn nhất ở đây. Mà ông nội chị cái nếp sống cũng đáng khâm phục lắm.